What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một con bản phím cơ mới ra mắt luôn. Và hiện tại đây chỉ là một cái bản mà mình nhập về thử thôi. Cho nên là bây giờ mình sẽ cùng 500 anh em xem thử cái con này nó có gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Đầu tiên về cái đóng hộp thì mình thấy nó vẫn đang là cơ bản nhất luôn, không có gì hết đó. Và chỉ biết mã của nó sẽ là Z83 đây, mình đang ghi tạm ở đây. Hộp của nó khá là dày và to. Ở trong thì chúng ta vẫn sẽ được tặng một cái tấm cover bằng nhựa giống như những chiếc bàn phím khác. Ở xung quanh thì nó cũng sẽ lót một cái lớp mút khá là dày đó. Cái túi bọc phím, cái bàn phím thì mình đã lấy ra trước rồi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây cáp này bằng nhựa khá là bình thường, Type C, một cái nhổ switch và nhổ keycap. Sau đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Các bạn như thường lệ thì các bạn cũng không nên vứt cái tờ này đi nhé, tại vì nó khá là quan trọng đối với những con bàn phím như thế này. Ta-da! Và em nó đây, đây là một chiếc bàn phím cơ layout 85 như các bạn nhìn thấy. Và cái đặc biệt của nó là thiết kế của nó sẽ là full kim loại. Đó, thế này, nhìn rất là đẹp, phát CNC xung quanh viền luôn, cực kỳ sáng loáng. Đây là phiên bản màu bạc nhé, còn có một phiên bản nữa là phiên bản màu đen. Chúng ta vẫn sẽ được trang bị một cái núm, và cái núm này cũng được làm bằng kim loại luôn, rất là ngon. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ keycap của nó sẽ được làm bằng nhựa PC trong suốt, như những cái con bàn phím cơ hiện tại thì bây giờ mình thấy nó làm bằng PC khá là nhiều. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thử. Đó, với cái chất liệu này thì chúng ta nhìn thấy là cái cáp của nó sẽ hoàn toàn trong suốt, không có một chút cái màu sắc gì ngoài cái ký tự chữ người ta in ở phía trên này thôi. Đó, như vậy thì sẽ có cái led hắt lên rất là sáng. Nếu như mà các bạn là một tín đồ của đèn led thì đây có lẽ là một cái sự lựa chọn tốt dành cho các bạn. Ngoài ra thì cái layout này cũng khá là dị, khi mà chúng ta thấy là cái cụm nút này nó sẽ được đẩy xuống sát vào cái mũi tên, nhường chỗ cho cái núm này. Đó, thực ra thì nếu như mà layout bình thường thì cái cụm này nó sẽ đẩy lên đây. Đó, chúng ta sẽ thấy thêm một cái đường ở đây nữa, nhưng mà cái cụm này nó sẽ đẩy xuống sát với lại cái mũi tên luôn, nhìn nó khá là dị. Tuy nhiên thì và để đánh đổi thì chúng ta sẽ có một cái núm ở đây. Và cái núm này theo mình vặn thì nó cũng khá là ok, nó ổn áp thôi, chứ không phải không vặn không được ngon lắm như những cái núm như của con ảo là. Và chúng ta thấy là cái cây này nó làm phía dưới dày do cái cụm này nó đẩy xuống, ở phía trên thì nó sẽ mỏng hơn một xíu. Tuy nhiên thì cái vỏ nhôm này, đó, cái vỏ này là bằng nhôm và nó sẽ không phải là dạng dày hoàn toàn như cái đây nhé, mà nó chỉ là một lớp mỏng thôi, kit này chỉ là mỏng thôi. Đó, sau đít thì chúng ta thấy cũng nó cũng làm bằng hoàn toàn bằng nhôm luôn, ở phía dưới đáy này. Tất cả đều là bằng kim loại hết. Chúng ta sẽ thấy được một cái viền mỏng ở đây. Đó, đây chính là cái lớp vỏ của con bàn phím này. Đó, vì nó là bằng kim loại cho nên mặc dù nó mỏng nhưng mà mình cầm lên vẫn rất là đầm tay. Chúng ta sẽ không có kickstand nâng hạ độ cao, mà thay vào chúng ta sẽ có bốn cái chân bằng cao su ở phía đây. Ở đây, và nó sẽ khá là dày. Chúng ta sẽ có một cái cần gạt để on và off chiếc bàn phím ở phía dưới. Mặc dù thiết kế full kim loại nhưng chúng ta vẫn sẽ có một cái lỗ để đựng cái cục receiver ngay phía trên như thế này. Đó, đây. Mình rất thích cái kiểu mà có thiết kế thêm cái lỗ để đựng receiver như thế này. Do bàn phím này nó hỗ trợ không dây cho nên là chúng ta cần phải có để tránh thất lạc. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng Type C. Cổng Type C này thì các bạn yên tâm để chơi thoải mái các loại dây custom nhé, không bị kẹt. Quay trở lại mặt trước của em này thì chúng ta sẽ thử xem thử cái switch của em này là switch gì nhé. Ok, em này đang sử dụng một cái dòng switch cũng là trong suốt luôn. Đây. Và nó của sẽ là của hãng hãng này thì nó lại chính xác là cái tên hãng của thằng bàn phím luôn. Đây nhá, đây mình cho mình nhìn đó. Cái hãng của nó tên khá là khó đọc. Nó có in cái logo ở đây. AIGOUOX, mình đọc là AIGOUOX, mình cũng không biết đọc kiểu gì luôn. Bỏ tay. Một cái nghe rất là lạ. Đó, và cái switch này mình thấy có cấu tạo cũng rất là ổn, ví dụ như là chúng ta vẫn sẽ có switch 5 chân, có hỗ trợ led chìm, led nổi đầy đủ và sẽ được làm hoàn toàn bằng nhựa PC trong suốt. Chúng ta sẽ có nhìn thấy luôn cả cái mỡ lúc nó lộ sẵn ở đây luôn.
Đó. Đấy. Và cái switch này thì nó sẽ là linear, gõ cực kỳ mượt. Đấy, như các bạn nhìn. Rất là mượt luôn và sẽ không có tính ping nhé. Ping là so hay ping lá đồng gì cũng đã được triệt tiêu hết rồi. Khá là ổn áp. Và với cái switch trong suốt này thì các bạn có thể biết được là cái led của nó xuyên lên rất là kinh khủng. Ở phía dưới switch thì chúng ta sẽ thấy có một cái tấm plate cũng bằng kim loại luôn. Plate này thì hình như là bằng plate thép đó. Và nó sẽ là dạng top mount, tức là không phải gasket. Nó sẽ gắn phía lên trên cái phần phía trên này luôn. Ở phía dưới plate thì chúng ta sẽ thấy có một tấm silicone ở đây. Đấy. Silicone này sẽ có đảm nhiệm đó là tiêu âm. Và dưới tấm silicone thì chúng ta sẽ có thêm một cái lõi cái foam ở phía dưới nữa. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế full foam khá là ok. Tuy nhiên thì mặt của em này vẫn sẽ là mặt ngược nhé và có hot swap 5 chân. Và cái hot swap này cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta tất cả các cái dòng switch hiện tại. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái stab của em này nhé. Đây, stab của em này thì sẽ là stab của thằng, có lẽ là stab cấp tầng của hãng luôn. Để mình xem thử cái stab này nó đã có lúc hay gì chưa nha. Đó, mình kiểm tra thì cái stab của nó khá là lỏng lẻo đây. Nó là hình như chưa được chính xác lắm cho nên là nó sẽ hơi lỏng lẻo như thế này. Nếu vậy thì các bạn phải về móc lại cái stab này là cái chắc chắn rồi. Nó vẫn sẽ có một cái stab đục lúc sẵn nhưng mà cái lớp lúc của nó khá là mỏng. Và mình cảm giác như là nó chưa được tốt lắm. Nên nếu mà các bạn muốn ngon thì cái stab này các bạn về phải móc lại nhé. Lúc lại nữa. Và hiện tại thì em này đang hỗ trợ kết nối với ba móc, đó là tai C dùng 2.4 wireless, dùng cái con receiver này, và một cái nữa đó là Bluetooth 5.0. Bây giờ về cái chế độ đèn LED nhé. Đây, thì tất nhiên như các bạn thấy chắc chắn rằng em này sẽ có hỗ trợ LED RGB. Đó. Và do cái tần số LED nháy cùng với lại tần số camera nên các bạn nhìn thấy nó chớp chớp như thế này thôi. So với mắt thường thì mình nhìn thấy đèn LED này rất là mượt nhé. Như các bạn thấy thì cái đèn LED của nó cực kỳ sáng, do con này nó cũng hỗ trợ trong suốt từ switch cho đến keycap. Cho nên là khi các bạn mở lên thì nó rất là sáng, rất thích hợp cho những cái bạn nào mà thích màu mè. Ngoài ra thì cái bộ keycap của em này nó khá là cổ điển, tức là nó không có những cái ký hiệu rườm rà. Đó, cả nút space cũng không có in gì luôn. Cho nên là cái này nó phù hợp với rất là nhiều người. Và tất nhiên về cái build của nó thì không cần phải nói rồi. Tại vì nó rất là cứng. Từ đầu đến cuối của nó đều là kim loại hết. Từ cái đít, cái cây top cũng như là cái plate. Đồng thời là cả cái núm này thì nó cũng là bằng kim loại luôn. Với cái núm này thì chúng ta cũng có thể thao tác để đổi các cái chế độ đèn LED. Cũng như là cũng có thể đổi sang là cái chế độ xoay núm. Đó. Để tăng giảm âm lượng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng sao test nhé. Còn về các cái chế độ đèn LED thì có lẽ mình sẽ làm sau. Bây giờ mình sẽ cùng sao test nghe xem thử là cái con này nó có ok không. Nếu như mà cái này mình mua về stock không móc gì hết nhé. Như vậy là mình đã vừa mới sao test cho anh em cái cảm giác gõ của em này. Thì với mình đây là một cái cảm giác gõ rất là ok. Tuy nhiên thì mình thấy nó vẫn hơi lọc sọc ở những vị trí, ví dụ như là nút space đây, cũng như là nút shift đó, thì nó cũng hơi lọc sọc một xíu thôi. Với những cái stab như thế này chúng ta nên móc lại một chút thì có lẽ là nó sẽ ok hơn. Còn những cái phần 1U alpha như thế này thì mình nghĩ nó đã rất là ngon rồi, không cần phải làm gì thêm nữa. Và với một cái kit full kim loại như thế này đã được móc đầy đủ từ foam đến switch, đã được lắp đầy đủ luôn, stab đã cân chỉnh cũng như là có bôi mỡ, thì các bạn đoán xem với một con bàn phím như thế này thì giá nó như thế nào. Đó.
các bạn sẽ khá là bất ngờ đấy, tại vì giá của nó sẽ không tới 2 triệu đâu nhé. Nó lần quanh khoảng tầm 1 triệu 9 đến 2 triệu thôi. Và hiện tại shop của mình đang có hỗ trợ cho bạn nào đặt trước em này thì giá của nó sẽ là 1 triệu 750 thôi. Rất là ngon. Và nếu như các bạn muốn đặt thì các bạn có thể inbox admin ở trên fanpage nhé để đặt trước. Và tất nhiên khi đặt trước thì các bạn sẽ phải cọc một khoản tiền nho nhỏ để giữ chân. Còn nếu như bạn thương mại ra bán lẻ thì con này nó sẽ giá khoảng tầm 1 triệu 9 nha các bạn. Đó. Tuy nhiên thì với tầm dưới 2 triệu thì đây sẽ là một trong những cái lựa chọn rất là tốt cho anh em nào thích một cái build full kim loại như thế này. Nhìn nó cũng rất là sang chảnh đúng không? Và thực sự thì gõ nó cũng ngon nữa. Đèn led nó cũng rất là rập rình. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cho chúng ta tất cả những thứ gì mà ngon nhất có thể nhét được vào trong chiếc bàn phím này rồi. Bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Nhớ để lại bình luận ở phía dưới phần comment nhé. Nếu mà các bạn muốn tham khảo thông tin về bàn phím này thì mình có link ở dưới phần mô tả đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Boskia nhé. Bye bye. Living life just like we're supposed to. Goodbye to the past. Letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. Baby.